Dì má. Sao giờ ý em sao mà cưng? Giờ con không có thời gian đi với cô. Con gửi chút ít quà cho cô đi tới chỗ những bà con khó khăn. Coi như bà con Kiên Giang ở ở Nghị Cư. Nam Thái. Ở gần Nam Thái đó. Dạ. Chị tên gì vậy má? Tự giới thiệu tên mình chị đi. Em tên Trân. Trân. Chị Trân. Dạ. Bên Mỹ. Chị kia Mỹ. Trời ơi. Bên này là chị không đi được, tiếc quá má. Tiếc quá, nhưng mà đây thôi giờ thôi gửi cho cô. Em thấy tiền là em chớp liền không thôi. Đây cũng xin thưa với lại bà con, đây là 2 triệu, số tiền rất là lớn. Em chớp, đây là em chớp, em trân quý cái tấm lòng của em Trân, tuy là nhỏ tuổi. Tại vì to con, em to con. Tuy là nhỏ tuổi nhưng mà tấm lòng em rất là cái nghĩa cử cao cả. Cái tính nhân văn của em thì chị rất là coi như là ngưỡng mộ, tại vì nhỏ tuổi mà biết chia sẻ như anh Duy giống nấu đó, anh Duy với chị Thu Hà nấu đó phải không? Dạ đúng rồi đó má. Tuy nghèo mà sang, là biết cái san sẻ, cái tình yêu thương đó. Bà con biết không, em này không có chịu ghi hình, mà nãy chị nói thôi đừng ghi hình, mà nãy má nói sao không phải không? Thôi cái gương, coi như là cái một cái gương tốt, là em nhỏ tuổi mà tấm lòng, cũng có một cái tấm lòng rất là lớn đối với bà con Việt Nam. Thì má xin cho ghi hình chút xíu để cho thế hệ mai sau nó nâu theo. Dạ đúng chứ rồi. Còn cái nghĩa cử cao đẹp của mình thì mình làm cả tấm lòng, mình đâu cần ai biết đến mình, đúng không? Dạ, em nói là Trân cháu của chị Kim Nguyễn, cháu cho anh. Cháu dạ. Đây là coi như là đại diện gia đình mẹ. Mẹ rất là xinh bé. Cảm ơn chị Trân. Cảm ơn rất là nhiều nha. Phong là sao? Ôm một cái tỏ lòng biết ơn với kề anh vô ấy rồi. Rồi thôi đứng dậy cho chị ôm một cái, cảm ơn rất là nhiều. Trời ơi thiệt á, nhận quà khủng luôn á. Cảm ơn em nha. Rồi thôi chúc em với tất cả gia đình mình sức khỏe, rồi cũng vô đi ba. Cầu mong em với gia đình là coi như là luôn bình an, luôn an lạc, rồi không chuyện cái đi ba, đi làm là được. Coi như công việc suôn sẻ may mắn để có tiền là hướng về bà con Việt Nam. Nói thiệt đây, chị đến đây hôm nay là rất là vinh hạnh, rất là hạnh phúc. Tại vì biết sao, bà con thấy em Trân rất là xinh, rất là đẹp, mà cái tâm lại còn đẹp hơn nữa. Mà tuổi nhỏ vậy mà hướng về đi xa quê hương, mà vẫn hướng về dân tộc mình, cái điều đó rất là đáng quý. Cái điều đó anh ôm em một cái đi. Quý quá. Phong tới Phong nè. Con không được đâu má, thả cho má. Không cho con kéo miếng quà. Cảm ơn nè. Phong giữ đi nè. Cái này nè, chúc vô cái chuyện của Phong đó. Phong tới nó. Cảm ơn chị. Không mừng quá trời luôn. Cảm ơn chị Kim nha. Hôm nay là nhờ chị có nấu xuống em mới gặp được bé dễ thương này á. Tại vì em biết sao, nếu mà em đi được em mới cảm nhận được cái đó, cái tình cảm của mình. 2 triệu là chị biết không, tiền lớn như lắm á. Có người ta làm cả đời chưa được dư 2 triệu không, em nói thật sự. Thật sự thiệt chứ không phải không, tại vì nó về thì nó gặp trễ quá rồi. Dạ. Nó giàu cái bộ luôn á, em vốn nó cho nhiều. Chị ơi, dù muộn nhưng mà không sao. Vẫn còn hơn không, đúng không? Không cần nhiều, chỉ có tấm lòng là tốt. Chị vô đây ngồi đi chị. Thôi đi chuẩn bị chị về trước không chị? Chị đi về. Rồi vậy thôi, mình cũng chuẩn bị mình đi đi. Để cho chị đi. Trời ơi, chút mấy giờ tới. Là em đi về đó. Dạ. Chị Kim có đây không? Đi họ đưa về kia. Thôi có mà có xe mà tại vì đi xa quá sợ không có thời gian. Dạ. Có xin số điện thoại chị Trân không kìa, có gì hỏi thăm. Hỏi thăm chứ nó không có xin tiền đâu. Nó không có xin tiền đâu. Hỏi thăm gì đi. Giờ lo rộng nữa, ví dụ nó gửi clip cho em. Gửi clip cho con. Ủa bây giờ đi dưới đó làm gì? Dạ, thì em cũng thương với chị với lại mấy cháu đây luôn để nấu cái hoàn cảnh. Cái chú đó là 55 tuổi. Dạ. Mà bị ta biết 2 năm rồi. Cái chân đi không có được mà cũng đi chân thăm thăm à, là đi bán vé số để nuôi vợ nuôi con. Có một đứa con lớn thì tóc nó bị rụng rụng xuống luôn,
và một em bé thì học lớp 6. Rồi con vợ, bà vợ thì hiền hiền mà đều cũng bệnh, coi như là giống như là bị chóng mặt nhức đầu, cắm đầu hoài, không có đi làm gì, không có tiền đi khám bệnh. Rồi cảm ơn chị Trần nha. Anh sớm lên thử hay không? Để hẹn thì em còn lâu dài mà chị. Dạ. Không chính ba. Thì sau này thì mình còn cái công viên của mình đó. Sau là cái cầu mình còn mạnh như vậy lại nữa. Tình cứ mến cơ mà đừng có lo. Thật sự nha thì mình về hai nhiều việc lắm, làm đủ thứ á. Đây là cứ chuyện này xong để khác nữa. Quá đừng vô. Cho nên nó sẽ đi gặp nhau nhiều thật nhiều nữa, không phải là cái chuyện đơn giản qua gì đâu. Đang mình làm cái gì cũng vậy chứ, mình không có nghĩ cái gì trong cái tâm mình đâu. Tại vì á mình thích làm cái gì á, con luôn trước đi, không có cái gì đó. Giống như mình uống một ly nước rồi uống xong là hết nước rồi phải không, là ngày mai tiếp tục mình uống một ly nước khác vậy. Vậy tôi thích làm gì không, thật sự nó tâm hiểu không. Tại vì mình làm cái gì thì biết rằng mình cũng là muốn cho một cái nhịp cầu nối để cho bà con này kia, để người ta phải bước theo cái nhịp cầu của mình để đi, thì để giúp cho những người đau khổ thì mình cũng ok. Nhưng mà cái gì mình cũng cầu để gặp cái nhịp mạnh thường quân gì đó cho hai bạn, để mà tìm về một cái trang lý kế để giúp cho bà con nghèo khổ gì đó, để mình có một cái sự niềm vui vừa bà con mà có niềm vui cho mình nữa, chứ không phải là mình làm cho một cái sự gì ai vui là mình vui là thấy vui rồi đó. Phải là nó an lạc đó chị, cứ thấy ai vui với mình bằng lòng những giờ đã có. Thì bởi vì tôi nói là thí dụ bây giờ mình sống trên đời này đi tâm đi ngọc thủy đi, cái gì nó cũng nó cứ giả vậy chứ chị, đúng không? Ví dụ bây giờ mình muốn cái gì ở trên đời này nó được, thí dụ bây giờ mình ăn một đồ bộ đồ mình muốn ra được cho lịch sử cũng lòng đồ mình làm gì để giả giả gì, tại vì mình muốn che giấu những cái gì đó để cho bề ngoài người ta sống, người ta muốn nhìn bề ngoài phải không, người ta nhìn người ta nói ồ người này sang có tiền phải không. Dạ, nhưng mà chị nói là đúng, nhưng mà tụi em trái ngược à. Cái gì là người ta cứ nghĩ rằng đó là một cái sự sống để có tiền này, nhưng mà mình đó là mình hết cái lòng của mình nha, bằng cái tâm làm gì sự thật thì là có vậy chị biết không, anh Duy Thái với chị Đông Hà, chị Tâm Độ dạy em hoài. Mình cái gì giống như chị ảnh vừa nói em thôi, mình nói ít đi, làm nhiều chứ sống cái gì thì sống thật đấy. Mà chị biết không, chân tình thì nó lâu dài, đúng. Dạ, chứ mình đừng có hình thức. Dạ, đúng. Dạ, bởi vì mình làm giống như mình nói gì đó ngọc là từ thiện bất cứ một ai mà con quá nào cũng giống như khi mình uống xong rồi mình đừng có nghĩ cái này cái kia cái nọ, không có tốt. Dạ. Bởi vì mình á khi âm thì mình không cần cầu bạn. Dạ. Làm gì cũng vậy, giống như mẹ em đang đi cái đầu dép em đứt vậy đó, em làm phước rồi xong em cùng gác. Dạ. Hôm sau mình mua đôi dép khác đi, nó dễ cái tâm. Dạ. Mấy anh mấy chị ở bản nó dạy vui. Em dạy. Dạ. Mình không có nghĩ gì. Còn ví dụ mà mình giúp người nào đúng sai với chị đó của người ta, phải không? Thiệt á, mình nói thiệt. Dạ, 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 có gì gặp lại sao không? Thôi, sáng cũng đi về, cho chị đi về chứ. Trời, chút vậy. Chị, có chị từ nào bay về bạn? 30 tháng 5. 30 tháng 5. Chị với bác Trân với Phương á, có ví dụ có đi thành phố á, em mời lên em chơi cho biết nhà. Dạ. Dạ, còn chuyện này thì thời gian không có đâu. Dạ, gì khác em chị em mình gặp nữa. Em dạ, cũng nó á. Dạ. Gặp gặp trợ. Gặp đồ hàng do có trợ cảm ơn. Trời ơi, mất tiền quá. Cái gì mà quý hơn cái gì, cái này cái tình nghĩa, tình thương, mến thương. Dạ, nãy nha chị. Dạ.
Dạ có dịp thì mời Phương với lại chị với lại Trăng lên Bình Dương chơi nha. Dạ Nguyệt, chị Phương Nguyệt ra chị Nguyệt. Dạ năm con về đó. Rồi về khỏe nha. Về nắng cầu nguyện trời Phật nha con. Dạ thân thiện nha, bình an rồi. Về cái có ngoại. Tú. Về nhà em là mấy tiếng? Dạ tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi làm giá à, cũng gần chứ đâu xa, không mình cũng đi theo bé Trăng luôn chứ. Đây là bạn luôn đó nha. Không nghỉ ngơi đi chị, cảm ơn chị nha. Được rồi, không có gì mà nghỉ ngơi hết trơn. Dạ, nghỉ ngơi đi tụi em, tại vì anh tụi em đi Kiên Giang, bữa tụi em nói đó. Ôi, chị một đó. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi không thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình